Chương 1 Tà đế hệ thống lần đầu gặp Loan Loan Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com à. Một tiếng hét lên, thức tỉnh Dương Tranh Dương Tranh chỉ cảm thấy mặt đặt ở nguyên một đám mềm nhũng đồ vật trên Bất quá mới vừa mở ra mắt, mới nhìn một đoàn trắng bóng đồ vật Hắn liền bị một cước cho đá xuống giường Tiểu tặc, ngươi là người phương nào, vì cái gì từ trên trời giáng xuống Dương Tranh chỉ cảm thấy hoa mắt, này trên giường nữ tử liền thoáng cái từ trên giường bay lên, rơi vào trước mắt hắn. Giờ khắc này, dương tranh ánh mắt đều nhìn thẳng, nữ tử một thân bạch y, đánh đi chân trần, từ dưới hướng trên nhìn, một đôi lại dài lại trắng chân dài hoàn toàn hiển lộ tại trước mắt hắn. Bạch y chân trần, cô gái trước mắt này là sông long truyện trong yêu mị nữ thần loan loan. Tiểu tạc, ánh mắt ngươi chớ có trừng đến như vậy tròn, vốn là còn mấy phần tiểu tuấn xinh đẹp, trừng một cái như vậy, liền thành đầu đường tiểu lưu manh. Loan loan khanh khách một tiếng, Hiếu Kỳ đánh giá Dương Tranh nói. Mà giờ phút này, Dương Tranh đầu trong chỉ có một cái ý nghĩ, vậy liền là hắn mới vừa từ trên trời giáng xuống, rơi vào loan loan trong khuê phòng, mà lại còn vừa vặn rơi vào loan loan trên thân, đầu còn chôn ở loan loan chỗ ấy. Trong chấp nhoáng này, Dương Tranh chỉ cảm thấy đầu đầy máu, sau một khắc đầu trong liền xuất hiện một thanh âm. Tà đế hệ thống mở ra. Ký chủ Dương Tranh, Địa cầu người, 16 tuổi. Thiên phú. Băng cơ ngọc cốt, tự mang mỹ hoặc kỹ năng, nội lực càng sâu, càng hấp dẫn nữ nhân. Võ công, thiên địa âm dương, nội công tâm pháp, mạnh nhất phụ trợ tâm pháp, chỉ cần cùng nữ nhân tiếp xúc, liền có thể tự động tăng lên cấp bậc, tăng lên nội lực, tiếp xúc càng tiếp xúc nhiều càng sâu, tăng lên càng lớn. Nội lực cấp bậc. Mới vào môn kính, 100 điểm. Võ Lâm Xưng Hào không, mục tiêu xưng hào, tạ đế. Nhiệm vụ trước mặt, dắt loan loan tay, khen thưởng thiên sơn giải độc hoàng một hạt. Nhiệm vụ thất bại, nội lực thấp xuống 100 điểm, chung cực nhiệm vụ. Trở thành võ lâm đại thế giới đệ nhất tạ đế. Tạ đế hệ thống. Đây là vật gì? Dương tranh lây lây đầu, xác định không nằm mộng, liền ngẩng đầu lên hướng loan loan nhìn lại, càng xem càng cảm thấy loan loan việc nữ thần, không thể ông vào trong ngực hảo hảo triều mến. Tiểu Tặc, nhìn cái gì, lại nhìn ta đào rơi ngươi hai mắt. Loan Loan giả trang giận dữ. Tỷ tỷ, có thể hay không khiến ta hôn một cái ngươi tay. Dương Tranh mở miệng liền nói, Loan Loan thực tế là quá đẹp, mặc kệ vẽ mặt gì, đều đẹp đến cực điểm, hắn không nhịn được liền mở miệng. Tiểu Tặc, ngươi nguyên lai là cái đăng đồ tử, hư, bản cô nương hiện tại liền phế bỏ ngươi tay. Loan Loan khẽ giật mình, tiếp theo vừa giận, bất quá sau một khắc liền khanh khách một tiếng, nhìn xem Dương Tranh nói. Tiểu tặc, ngươi ngược lại là nói một chút, vì sao muốn hôn ta tay? Tỷ tỷ, ta nghe nói là sát quốc có cái tập tục, thấy được cô nương xinh đẹp, muốn đi hôn tay lễ, tỷ tỷ trong mắt ta thực tế là quá đẹp, so thiên tiên còn muốn đẹp, thỉnh tỷ tỷ tha thứ ta đường đột. Nếu như tỷ tỷ không nguyện, ta sợ rằng phải thương tâm chí ít ba năm. Dương tranh đầu óc nhất chuyển, nghĩ tới Tây Phương hôn tay lễ, thuận miệng biên một cái la sát quốc, nói xong cũng lộ ra cực độ thống khổ biểu tình. La sát quốc? Tây đại lục cái kia là sát quốc sao? Tiểu tặc, ta mới sẽ không tin hoa ngôn xảo ngữ. Loan loan dơ lên tay trắng, thả ở trước mắt nhìn một chút, lại nhìn về phía dương tranh nói. Tiểu tặc, ngươi nói ta không nguyện, ngươi sẽ thương tâm ba năm, thế nhưng là thật. Tỷ tỷ, Ta từ không nói dối." Dương Tranh trọng trọng gật đầu, nhìn xem Loan Loan ánh mắt vô cùng chân thành, hắn có một cổ cảm giác, có cơ hội hôn được trước mắt cái này yêu mị nữ thần mu bàn tay. "Ngươi cái này tiểu tặc, ta cũng không tin ngươi, bất quá ta ngược lại là từng nghe nói La Sát Quốc có hôn tay lễ thuyết pháp, xem ở ngươi cái này tiểu tặc coi như xinh đẹp phân thượng, khiến ngươi hôn một cái cũng chưa hẳn không thể." Loan Loan tay trắng duỗi ra, nhìn xem Dương Tranh nói. "Tới đi." tiểu tặc, khiến tỷ tỷ kiến thức thoáng cái la sát quốc hôn tay lễ. Thành Dương tranh kích động kém điểm từ trên đất nhảy lên tới, hắn cực lực bảo trì lại chấn kinh, hai mắt nhìn chầm chầm loan loan này khiết trắng như ngọc tay phải mấy giây, mới hơi hơi đứng lên, học trước kia nhìn qua Âu Mỹ điện ảnh trong hôn tay lễ, cực kỳ thân sĩ nắm lấy loan loan giống như hành tay gốc một dạng ngón tay, tiếp theo liền tại loan loan tay trên lưng nhẹ nhàng hôn một cái. Cái hôn này, vừa lúc chỗ tốt loan loan tay thực tế là quá đẹp, mặc dù có chút lạnh, bất quá này cảm giác thực tế là quá tốt đẹp, dương tranh hận không thể cả đời dạng này dắt người loan loan tay, bất quá hắn duy trì một ti lý tính, tại hôm qua sau, liền rất lịch sự buông lỏng ra, hơi hơi lui về phía sau một bước mới dơ lên đầu. Người cái này tiểu tặc, ngược lại là có mấy phần ý tứ. Loan loan cười một tiếng, đẹp trong mắt lóe lên một tia dị sắc, đối dương tranh nói. Nhiệm vụ trước mặt hoàn thành, khen thưởng thiên sơn giải độc hoàng một hạt. Cùng loan loan gia thịt tiếp xúc, xuất phát, thiên địa âm dương, hiệu quả, nội lực tăng lên 300 điểm, trước mắt nội lực cấp bậc mới vào môn kính. Dương tranh đầu trong vang lên tạ đế hệ thống nhắc nhở âm thanh, trong lòng của hắn trong bụng nở hoa, quả nhiên không hổ là yêu mị nữ thần loan loan, cũng chỉ hôn một cái mu bàn tay, bản thân nội lực liền trọn vẹn tăng lên 300 điểm, thoáng cái tăng lên gấp 3. Nếu là thân là những bộ vị khác, tỷ như loan loan môi đỏ, có phải hay không có thể thoáng cái tăng lên nội lực một ngàn điểm? Tỷ tỷ quá khen, tiểu đệ dương tranh, còn không biết tỷ tỷ phương danh đây. Hắn cười lại nói, ánh mắt từ loan loan trước ngực vút qua, loan loan một thân bạch y trên thực tế mỏng như cứt tầm, tùy tiện liền có thể nhìn thấy bên trong giống như là hiện đại bọc hung một dạng tơ lụa quần áo, đại đường bầu không khí mặc dù mở ra, khả năng mặc đến như thế yêu cũng chỉ có loan loan, những thứ khác đổng thuộc ni, bạch thanh nhi chờ, đều không cách nào cùng Loan Loan so sánh. Loan Loan là yêu diễm toàn bộ võ lâm yêu nữ A, Dương Tranh, người cái này tiểu tặc, không có nhìn ra, vẫn là họ Hoàng A, tỷ tỷ tên Loan Loan, tiểu tặc, ngươi nhưng muốn nhớ rõ ràng. Loan Loan cười một tiếng, mị cốt thiên sinh, không cần tận lực thi triển mị thuật, liền có một cổ nói không ra mị lực. Loan tỷ tỷ yên tâm, Dương Tranh cả đời cũng sẽ không quên Loan tỷ. Dương Tranh theo nói, trực tiếp kêu lên Loan tỷ, trong lòng của hắn ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, đã đi tới cái này võ lâm đại thế giới, mà còn vừa xuyên việc liền gặp yêu nữ loan loan, cứ việc hiện tại bản thân chỉ là giang hồ tiểu tôm khô, bất quá có tà đế hệ thống giúp đỡ, tin tưởng rất nhanh liền có thể trở thành trong chốn võ lâm cao thủ, không sợ cùng võ lâm trong thế giới những cái kia thiên tài, tự nhiên cũng sẽ không đem loan loan chấp tay nhường cho người. Người cái này tiểu tặc, ngược lại là biết nói chuyện, người nói một chút đến tột cùng là như thế nào từ trên trời giáng xuống, liền ta đều không thể phát giác, ngươi liền rơi vào ta giường trên. Như không phải nhìn ngươi tiểu tặc có một bộ không sai căn cốt lại tăng thêm dáng dấp có như vậy điểm xinh đẹp, tỷ tỷ ta lúc ấy một tác liền đem ngươi cho bổ. Loan Loan mở miệng, nhìn một chút nóc phòng, lại nhìn về phía Dương Tranh. Loan tỷ, ta cũng không biết vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này, tin đồn võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ phá toái hư không, phi thăng mà lên lúc đánh vỡ thời không hẳn là ta vừa lúc bị liên lụy, xuyên qua thời không, thoáng cái từ Tây Vực đến nơi này. Dương Tranh cũng mở miệng, hắn biết bản thân là xuyên Việt tới, bất quá khẳng định không thể nói như vậy, liền giống trước đó rõ ràng biết loan loan tên, vẫn là cố ý hỏi một dạng. Phá toái hư không sao? Tiểu tặc, thế gian này, có thể có phá toái hư không khả năng, chỉ sợ cũng liền từ hàng tỉnh trai lão yêu bà, tà đế thạch sư, bắt địa ma soái bàn bang, chèo thuyền du ngoạn giang hồ lãng phiên vân, thiếu lâm này tảo địa tăng cùng tiêu giao phái vô nhai tử có lẽ cũng có mấy phần cơ hội, đến mức lý thu thủy, cận băng vân còn kém hận nhiều, còn không bằng thầy ta âm hậu. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, chỉ ít trước mắt là không người có thể dòm đến phá toái hư không cảnh. Bất quá tin đồn tại cực đông biển một bên khác, có một đại lục, tên là thần binh đại lục, phía trên có rất nhiều phá toái hư không cường giả, thậm chí là thần cảnh cao thủ, đã là người trong tiên đạo. Loan Loan vừa nói, đột nhiên thở dài một cái. Thầy ta mấy ngày trước đi gặp tà đế, hôm nay còn chưa truyền tin, sợ là lại một lần là tình tổn thương. Dương Tranh nghe đến trận to mắt, Loan Loan nhắc tới tên, chỉ ít dính tới năm bộ bất đồng tiểu thuyết manga, hắn trong nháy mắt liền minh bạch tà đế hệ thống nhắc tới võ hiệp đại thế giới ý tứ. Nguyên lai, xuyên việt đến cái thế giới này, là một cái hỗn hợp đủ loại có tiếng anime tiểu thuyết võ hiệp thế giới. Này chẳng phải là nói, những cái kia tiểu thuyết manga trong mỹ nữ cũng toàn bộ đều ở đây cái võ hiệp đại thế giới trong. Đinh. Ký chủ sinh lòng chinh phục thiên hà tâm, kích phát thiên địa âm dương, nội lực tăng lên 50 điểm, đồng thời mở ra độ thân mật hệ thống. Ký chủ Dương Tranh cùng yêu nữ Loan Loan trước mắt độ thân mật. 75, độ thân mật tăng lên có thể lấy được đến võ học đang dược thần binh khen thưởng, kích phát đường thẳng nhiệm vụ, nhiệm vụ yêu cầu. Cùng 36 tên võ hiệp đại thế giới nổi danh Mỹ nữ độ thân mật đạt đến 80. Nhiệm vụ ban thưởng. Khen thưởng vật phẩm, chiến thần đồ lục, trước 10 thức. Tà đế hệ thống thanh âm lại một lần tại đầu óc trong vang lên, dương tranh trong lòng một cái ngoạ tàu, dạng này có thể đi, này có phải hay không chỉ cần đầu trong nghĩ Mỹ nữ, liền có thể kích phát thiên địa âm dương, công hiệu, liền có thể tăng lên nội lực. Vì thế lập tức hắn liền suy nghĩ một chút đại đường trong có tiếng tiên tử sư phi huyên, tiếc núi là, tạ đế hệ thống không có bất kỳ gợi ý. Hắn nhìn loan loan một cái, đầu trong lại chỉ muốn loan loan một cái, đáng tiếc là, tạ đế hệ thống vẫn là không có gợi ý, chẳng lẽ không phải dạng này, cần nhất định điều kiện mới có thể kích phát. Tiểu tặc, ngươi đang suy nghĩ gì? Loan loan thanh âm vang lên. Loan tỷ, ta đang nhớ ngươi a. À. Dương Tranh hai mắt tinh khiết, nhìn xem Loan Loan, một câu nói buộc miệng nói ra. Khanh khách. Ngươi cái này tiểu tặc, quả nhiên hoa ngôn xảo ngữ đến kịch liệt, chờ ngươi trưởng thành, thật không biết muốn tại giang hồ trên lừa nhiều thiếu nữ tử tâm đây. Loan Loan cười duyên một tiếng, mắt đẹp ngang Dương Tranh một cái. Loan tỷ, dù là cái này thế giới trên có sao thiên tiên còn muốn mỹ nữ tử, dù là như vậy nữ tử không chỉ một loan tỷ trong lòng ta cũng là đẹp nhất trọng yếu nhất này một cái dương tranh yêu can một tính đôi mắt nhìn xem loan loan có tà đế hệ thống gia trì giờ khắc này hắn đôi mắt vô cùng tinh khiết trong mắt chỉ có chân thật người cái này tiểu tặc a à, rõ ràng nói nói láo ánh mắt lại còn như vậy hồn nhiên thiên sinh liền là gieo họa nữ tử đồ hư a à. loan loan trước là liền giật mình tiếp theo lại là cười một tiếng giống như là xem thấu dương tranh tâm tư lại nói Ngươi căn cốt quả thực thiên sinh liền là tu luyện thiên ma sách mà sinh, chờ ngọc nhiên thầy ta trở lại, dẫn ngươi đi gặp thầy ta, nàng thu không thu làm đồ, liền nhìn chính ngươi tạo hóa. Đa tạ loan tỷ. Dương tranh nghe xong, lập tức liền há mồm cười một tiếng, trong bụng nở hoa. Đây là muốn bái âm hậu vi sư tiết tấu A, còn cùng loan loan trở thành sư tỷ đệ tiết tấu A, âm hậu vẻ đẹp, không thể so loan loan kém, võ công càng tại loan loan phía trên, không biết hôn một cái âm hậu mu bàn tay, tà đế hệ thống có thể thoáng cái tăng lên bao nhiêu nội lực, chắc hẳn, nhất định là rất nhiều đi. Võ lâm đại thế giới, ta dương tranh tới, cái gì thiên tài cao thủ, ta muốn toàn bộ quét ngang. Giang hồ trên những cái kia nổi tiếng mỹ nữ, nguyên một đám cũng không cần chạy, chờ lấy đệ nhất tà đế dương tranh hàng lâm đi. Tân nhân sách mới, có người nâng cá nhân khí, nếu như nhìn đến thoải mái có tiền nâng cái tiền tràng, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa hoặc cầu nguyệt phiếu. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.